dự đến một phần kế tiếp này thì xin cho các chương trình nói qua một hình ảnh mà có lẽ là quý vị cũng đã từng nhìn thấy đâu đó trên postcard hoặc là các sinh viên, hình ảnh của bốn bước chân trên chân cát, và rồi còn lại có hai bước chân, nghĩa là có hai người đi, và rồi còn là một người. Thì người công giáo đã nói cho chúng thế này: Chúa ơi, sao con không có Chúa đồng hành trong đời sống của con, nhưng khi mệt mỏi ngã quỵ chán chường thì chỉ còn là có mình con. Phải chăng hai dấu chân đó là dấu của con? Thì Chúa mới nói với người đó rằng: Con ơi, ta luôn có bên cạnh con suốt cả một đời con. Những lúc mệt mỏi chán chường ngã quỵ thì chính ta là người ôm con lên, và hai vết chân đó là vết chân của ta. Trong ý tưởng là chúng ta luôn được yêu thương và được nâng đỡ trong cuộc đời chúng ta, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm You Raise Me Up, lời và nhạc của Brandon Graham và Rob Rothman, đặc biệt với sự góp mặt của ca sĩ Lam Anh. Và đây xin nói với quý vị một xíu nữa là xin mời ca sĩ Lam Anh. Và cái này là tại vì hôm nay ca sĩ Lam Anh thấy các em quá dễ thương. Lam Anh nhìn các em tổng thể đấy quá hay, cho nên là Lam Anh đã đánh bất giờ để mà rap. Lam Anh đã từ chối nhưng mà chưa bao giờ rap, nhưng mà thấy quá dễ thương nên Lam Anh nói là trời lại buồn, cho nên là chưa bao giờ rap với ban nhạc với các em. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm You Raise Me Up với giọng hát